đáng chú ý ngày hôm nay đang được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những nội dung chính. Mặc dù đã suy yếu thành vùng áp thấp từ ngày 23 tháng 7, nhưng hoàn lưu bão số 2 vẫn gây mưa lớn ở nhiều nơi thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Những chuyển biến thời tiết trong những ngày tới là thông tin người dân quan tâm đón đợi. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã cung cấp thông tin về vấn đề này. Ông Hưởng cho biết, sau khi di chuyển từ Đông sang Tây, hoàn lưu bão số 2 đã gây mưa lớn cho các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình trong buổi sáng ngày 25 tháng 7, tạo ra đợt mưa lớn toàn Bắc Bộ. Đáng chú ý, Bắc Bộ đã xuất hiện những điểm mưa cục bộ đặc biệt lớn như ở Điện Biên đêm qua và sáng sớm nay có mưa đến gần 300mm. Mưa lớn gây ngập úng ở Hà Nội, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều nơi thuộc Tây Bắc và vùng núi Bắc Bộ. Hiện tại, hoàn lưu hậu bão số 2 sẽ suy yếu. Từ nay đến khoảng ngày 27 tháng 7, các tỉnh miền Bắc thời tiết tốt lên. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có thể xảy ra nắng nóng. Khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ dự báo thời tiết chuyển biến tương tự, khả năng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Cũng theo ông Hưởng, từ ngày 28 tháng 7, một hình thế thời tiết mới xuất hiện gây mưa trở lại cho khu vực Bắc Bộ. Nhiều khả năng vào cuối tháng 7, khoảng ngày 28-30 tháng 7, Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng mới. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ vào giai đoạn cuối tháng 7. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Riêng phía Đông Bắc, đêm và sáng cấp 8, 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8. Sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét, biển động. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Những ngày vừa qua, mưa lớn ở Sơn La đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản khi có đến 10 người thương vong do lũ quét và sạt lở đất. Đặc biệt, tại xã Triềng Nơi, huyện Mai Sơn đã có 6 thi thể bị vùi lấp sau vụ sạt lở ở bản Hua Bư và bản Pá Hốc. Ông Nguyễn Khắc Hào, trưởng phòng nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, từ sáng ngày 25 tháng 7, trên địa bàn xã Triềng Nơi, mưa đã tạnh. Việc tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp sau vụ sạt lở ở bản Hua Bư và bản Pá Hốc được 100 người, gồm lực lượng công an, bộ đội, dân quân và người dân triển khai. Đến khoảng 10 giờ 20, với sự cố gắng của các lực lượng 4 tại chỗ, xã Triềng Nơi, huyện Mai Sơn đã tìm thấy các nạn nhân VAT sinh năm 1998, bản Hua Bư, nạn nhân thứ 5 được tìm thấy. Tiếp đó, đến 15 giờ 30 phút, các lực lượng đã tìm thấy nạn nhân thứ 6 là VTB sinh năm 2015. Đến thời điểm này, các lực lượng đã tìm thấy tất cả 6 nạn nhân xấu số. Ông Hào nói, huyện Mai Sơn đã thành lập đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện cùng lực lượng Ban Chỉ huy quân sự, huy động gần 100 người thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện, dân quân tự vệ, lực lượng công an để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Ông Vũ Tiến Đĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn, Sơn La cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn huyện Mai Sơn đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 70mm, có nơi trên 70mm, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn huyện. Trên địa bàn huyện Mai Sơn, mưa lũ đã làm ảnh hưởng 375 nhà dân. Tuyến đường quốc lộ 6, tuyến đường 37 Cò Nòi, Phiên Bản bị sạt lở, gây tắc nghiêm trọng. 4 cầu treo bị lũ cuốn trôi, 21 cột điện hạ thế bị đổ gãy, ngập úng, vùi lấp 564,7 hectare diện tích hoa màu. Ước tính thiệt hại khoảng 81.865,2 triệu đồng. Để kịp thời ứng phó với thiên tai, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ và 3 sẵn sàng, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả. Tổ chức thường trực 24/24 giờ theo quy định trong mùa mưa lũ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, bố trí lãnh đạo thường trực, chỉ huy xử lý các tình huống mưa lũ và thiên tai xảy ra. Chủ động các phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, công cụ, thiết bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng cứu nạn cứu hộ, sơ tán dân khi có mưa lũ và thiên tai xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội tại các vùng bị ảnh hưởng mưa lũ và thiên tai tác động, đánh giá, xác minh chính xác các thiệt hại, nhanh chóng khắc phục hậu quả kịp thời, ổn định đời sống, phục vụ sản xuất, phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường do lũ lụt gây ra. Tình hình lũ quét ở Điện Biên tính đến 11 giờ ngày 25 tháng 7, theo thống kê nhanh của chính quyền địa phương, ghi nhận có 2 người thiệt mạng, 5 người mất tích, 2 người bị thương do mưa lũ.
Cụ thể, thống kê tại thời điểm 11 giờ sáng ngày 25 tháng 7, trận lũ quét lớn bất ngờ xảy ra tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên đã ghi nhận có 2 người thiệt mạng tại xã Mường Pồn 1 là bà Lường Thị Nở, 51 tuổi và cháu Cà Văn Tê, 13 tuổi. 5 người khác hiện bị mất tích, trong đó có một cháu nhỏ 10 tháng tuổi, 2 người bị thương. Về tài sản, khoảng gần 120 ngôi nhà bị cuốn trôi, đổ sập, hư hỏng. Về sản xuất, 40 ha lúa bị vùi lấp và 2 ha thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của trận lũ quét. Chị Quảng Thị Hương ở bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn cho biết, trận lũ quét xảy ra trong đêm khiến nhà cửa, lợn gà cùng cả những thửa ruộng của gia đình bị lũ cuốn trôi tất cả. Tại hiện trường trận lũ quét, ghi nhận khung cảnh tan hoang nơi cơn lũ vừa đi qua, những gương mặt người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau một đêm chạy lũ, hàng chục hecta ruộng vườn của người dân bị tàn phá nặng nề, đường xá bị chia cắt nhiều đoạn, trên đồi nhiều vị trí sạt trượt có nguy cơ tiếp tục sạt trượt cao. Ông Ngô Xuân Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang chia làm hai mũi. Mũi thứ nhất tổ chức tìm kiếm những người hiện còn đang mất tích. Mũi thứ hai tổ chức di rời tài sản của những hộ gia đình có khả năng bị sạt lở tiếp theo nếu như tiếp tục có mưa lớn xảy ra. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cùng gia đình lo hậu sự cho những người đã khuất. Tại hiện trường, các đơn vị chức năng huy động hơn chục máy xúc, máy ủi khẩn trương xúc bùn đất trên quốc lộ 12. Tuy nhiên, công tác khắc phục đang hết sức khó khăn vì lượng đất đá rất lớn vẫn tiếp tục trượt từ trên núi xuống. Thượng tá Thiều Xuân Vương, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Điện Biên cho biết, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang gặp rất nhiều khó khăn do hàng nghìn mét khối đất đá bùn trôi xuống. Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng đã phải tăng cường hàng trăm người xuống hiện trường, huy động nhiều máy móc, phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân mất tích, di rời tài sản cho người dân. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên, do lượng đất đá quá lớn tràn xuống hàng trăm mét đường của tuyến quốc lộ 12 nối Điện Biên Lai Châu, khiến tuyến đường này đã bị tê liệt hoàn toàn, ít nhất phải 2 đến 3 ngày tới nếu thời tiết thuận lợi mới có thể thông tuyến. Thưa quý vị, đêm ngày 24 rạng sáng ngày 25 tháng 7 tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã bất ngờ xảy ra lũ quét khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và mất tích, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp. Quốc lộ 12 qua xã Mường Pồn tê liệt. Ông Ngô Xuân Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên cho biết, lũ quét bất ngờ xảy ra trong đêm khiến người dân 4 bản, Tin Tốc, Bản Lĩnh, Mường Pồn 1, Mường Pồn 2 không kịp trở tay. Thống kê nhanh, đến 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7, đã có 2 người thiệt mạng, 5 người mất tích, 2 người bị thương. Lũ quét khiến 10 ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, 8 nhà bị hư hỏng một phần, hơn 40 hecta sản xuất nông nghiệp bị vùi lấp. Quốc lộ 12 đoạn qua địa phận xã Mường Pồn bị tê liệt hoàn toàn. Hiện có khoảng 100 người đang tham gia công tác cứu hộ chia thành hai hướng, khẩn trương vừa tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân, vừa di rời tài sản của người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trong nhiều giờ tới, khu vực huyện Điện Biên vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Điều này ảnh hưởng lớn đến công tác tìm kiếm cứu nạn người mất tích của địa phương. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, mưa kéo dài, lũ quét xuất hiện nhiều nơi ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, công trình. Cụ thể, lúc 12 giờ ngày 23 tháng 7, nước suối Pu ở xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa dâng cao, gây ngập đập tràn, cuốn trôi 2 ngôi nhà tạm, nhiều diện tích hoa màu, cá nuôi lồng của người dân. Sau khi xảy ra lũ quét, lực lượng chức năng bố trí người túc trực hai bên đập tràn, cấm tuyệt đối người dân không lại gần khu vực xảy ra lũ quét. Theo bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa, từ ngày 19 đến sáng ngày 22 tháng 7, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, gây ra lũ quét, gây thiệt hại về công trình, nhà ở, giao thông tại 4 xã Phú Sơn, Hiền Trung, Hiền Kiệt, Phú Xuân. Theo đó, tại bản Ôn xã Phú Sơn bị sạt lở ta luy dương với khoảng 500 mét khối đất đá làm sập hoàn toàn khu bếp ăn và trôi vào trong nhà ông Hà Văn Trận. Tại bản Vui, xã Phú Xuân bị sạt lở ta luy, khoảng 200 mét khối đất đá vùi lấp hoàn toàn nhà bếp, nứt tường nhà của hộ ông Hà Văn Phia. Mưa lớn cũng làm sạt lở ta luy với khoảng 100 mét khối đất đá tràn xuống phía sau nhà văn hóa bản Triềng Căm, xã Hiền Kiệt, dẫn đến hư hỏng có nguy cơ đổ sập. Còn tại bản Giá, xã Phú Xuân bị sạt lở ta luy dương dài 15 mét, khoảng 3.500 mét khối đất đá làm ách tắc giao thông. Dọc suối Khiết, xã Hiền Trung, mưa lũ cũng cuốn trôi và làm hư hỏng 16 huồng nước của người dân.
Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa đã chỉ đạo các xã, ban quản lý các bản có thiệt hại khẩn trương tập trung lực lượng, phương tiện hỗ trợ hộ bị thiệt hại sớm ổn định đời sống, huy động máy móc, nhân lực xử lý số lượng đất đá sạt trượt, đảm bảo giao thông thông suốt, đặt biển cảnh báo tại các nơi nguy cơ sạt lở, tại các ngầm tràn nguy hiểm, nước lớn. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động các hộ dân nơi có nguy cơ rất cao tạm di rời đến nơi an toàn khi có mưa lớn. Ngoài ra, tại huyện biên giới Quan Sơn, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7, mưa lũ sạt lở đất đã làm nhà ở, các công trình phụ, tài sản của 3 hộ dân các xã Nam Mèo, Trung Tiến bị hư hỏng. 5,68 hectare lúa hoa màu bị thiệt hại, gần 1.200 m2 diện tích nuôi thủy sản bị cuốn trôi, thiệt hại khoảng 500 kg cá. Nhiều tuyến đường giao thông liên thôn của các xã Nam Mèo, Mương Xìn, Sơn Thủy bị hư hại. Trước tình hình mưa lũ sạt lở đất, huyện Quan Sơn đã chỉ đạo và phân công các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện trực tiếp xuống địa bàn các xã, chỉ đạo khắc phục hậu quả, tổ chức sơ tán các hộ dân bị sạt lở đất, có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện và chủ động các phương án theo phương châm 4 tại chỗ để xử lý các tình huống khẩn cấp nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất khi xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.